Phim đầu tay là một khái niệm thật thân thương và ngọt ngào đối với những nhà làm phim. Đó là một hành trình thật khó khăn, nhưng đồng thời cũng đầy ắp những trải nghiệm đáng nhớ. Người ta vẫn nói, bạn chỉ có duy nhất một cơ hội để tạo ấn tượng đầu tiên. Và hãy cùng xem đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh đã làm điều đó như thế nào với tác phẩm đầu tay ra rạp vào ngày 16 tháng 8 vừa qua, mang tên Thưa Mẹ, Con Đi. Mình là Sương Mai và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Phim. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai. Thưa Mẹ, Con Đi gây ấn tượng với mình ngay từ nhan đề của bộ phim, dung dị và chân thành như một lời tạm biệt với người thân thương nhất. Nhan đề này cũng nhấn mạnh được tư tưởng chủ đạo của bộ phim, không chỉ đơn thuần là câu chuyện tình yêu đồng giới giữa hai chàng trai trẻ, mà hơn thế, đó còn là cách người mẹ đối diện với sự thay đổi của con trai mình, hay chính là cách mà gia đình trở thành điểm tựa cho sự trưởng thành của một con người. Đó cũng là điểm tạo nên nét khác biệt của bộ phim. Nếu như trong Call Me By Your Name, ta day dứt trước tình yêu chớm nở giữa Elio và Oliver, một tình cảm ở thời điểm đó, Elio chẳng thể gọi tên rõ ràng. Nếu như trong Love, Simon, ta xúc động trước hành trình come out của Simon để được sống thật với chính mình, đồng thời trầm ngâm trước một câu hỏi quá đơn thuần. Vì sao người đồng tính phải come out, còn người dị tính thì không? Đó phải chăng đã là một sự phân biệt đầy thiệt thòi? Hay nếu như ta từng rơi nước mắt cho chuyện tình bí mật kéo dài gần 20 năm của Jack và Ines, chuyện tình chỉ được diễn ra, được làm chứng, được ôm ấp bởi ngọn núi Brokeback, thì với Thưa Mẹ, Con Đi, người xem được nhìn câu chuyện tình yêu của hai người con trai ở một góc nhìn khác, góc nhìn day dứt, yêu thương nhưng đầy trăn trở của đấng sinh thành. Đó là lý do mà ở hầu hết các phim mình vừa kể trên, câu chuyện đều bắt đầu khi các nhân vật chưa quen biết và cả phim chủ yếu tập trung vào hành trình phát triển mối quan hệ giữa hai người hoặc hành trình tìm kiếm bản ngã của nhân vật chính. Còn với Thưa Mẹ, Con Đi, Văn và Ian, hai chàng trai Việt Kiều trở về nước khi đã yêu nhau vài năm và hoàn toàn nghiêm túc với nhau. Họ không hề có sự băn khoăn về giới tính, về tình yêu hay về mối quan hệ mà họ đã lựa chọn. Vấn đề chính của phim không còn là câu chuyện giữa hai cậu trai trẻ, mà là cách Văn đối diện và đối thoại với người mẹ của mình. Phim đưa chúng ta đến không khí mùa hè nhiệt đới với cái nóng oi ả và những cơn mưa rào bất chợt của xứ Huế. Văn trở về nhà sau nhiều năm học tập và làm việc ở Mỹ, dẫn theo một người bạn của mình là Ian trước đôi chút ngạc nhiên của những người trong gia đình. Chuyến thăm nhà lần này không chỉ là cuộc gặp gỡ với những người thân, mà Văn còn phải đối mặt với những trách nhiệm của con trai trưởng, của cháu đích tôn trong gia đình. Cậu liên tục được bà, được mẹ và cả những người hàng xóm láng giềng nhắc nhở về việc lập gia đình, sinh con. Thực tế, logline của phim không quá hấp dẫn, nhất là khi thị trường phim Việt có rất nhiều những tác phẩm mang yếu tố giật gân, kịch tính, bất ngờ hoặc ngoài sức tưởng tượng của khán giả. Thưa Mẹ, Con Đi dung dị hơn rất nhiều khi vừa là một câu chuyện riêng tư, cá nhân nhưng đồng thời cũng rất phổ biến. Một câu chuyện mà có lẽ ít nhiều bạn sẽ tìm thấy mình ở trong đó. Cũng chính vì vậy, phim đi vào lòng khán giả một cách nhẹ nhàng nhất. Mọi thứ trong Thưa Mẹ, Con Đi được thể hiện mạch lạc với cấu trúc rõ ràng. Nhịp phim ở nửa đầu khá chậm rãi và ít kịch tính, có thể sẽ khiến khán giả cảm thấy đôi chút chán nản. Nhưng đó dường như là chủ ý của đạo diễn để xây dựng tính cách nhân vật, để khán giả làm quen với từng người trong gia đình, đồng thời tạo tiền đề cho những xung đột ở nửa cuối. Nhiều phân đoạn trong phim, bạn có cảm giác như mình đang được theo dõi một cuốn phim tài liệu, nhưng được quay thật đẹp, thật tình, vì mọi thứ chậm rãi và bình yên quá. Đôi khi, bạn còn cảm tưởng như mình là một thành viên trong đại gia đình ấy. Cũng nhíu mày khi để ý thấy Ian và Văn có những gần gũi khác thường. Cũng sốt ruột khi Văn không biết trả lời thế nào về kế hoạch tương lai. Cũng bật cười yêu thương trước sự đáng yêu quá đỗi của bà nội. Dù có dàn nhân vật đông đảo so với một không gian kể khá hẹp, nhưng đạo diễn thể hiện sự chủ động kiểm soát của mình rất rõ ràng khi các nhân vật từ chính đến phụ đều có những đặc trưng riêng và gần như không có nhân vật nào thừa cả. Văn và Ian xứng đáng trở thành trung tâm của câu chuyện. Bản thân hai nhân vật đã mang trong mình một sức hút khó tả. Ở Ian là sự ngọt ngào dễ thương, là cách bộc lộ cảm xúc đầy chân thành giúp cậu chiếm được tình cảm của gần như mọi thành viên trong gia đình. Ian khi thì rất mềm mỏng, lúc lại hờn dỗi, nhưng khi cần cương quyết, thái độ cậu trở nên rất rõ ràng. Cũng chính sự chủ động của Ian đã giúp hai người thành đôi. Còn Văn trầm tư hơn. Ian từng nói rằng Văn cô độc và chẳng bao giờ giao tiếp với ai cả. Chàng trai nội tâm ấy chính vì vậy lại có phần yếu đuối và luôn cần được vỗ về.
Cách thể hiện tình cảm của Văn cũng rất ý nhị. Cậu thích khẽ khàng thơm vào trán người yêu. Cậu thường lặng lẽ cúi thấp người xuống để dựa vào vai mẹ. Đó là những giây phút bình yên nhất của một người con xa quê nay được về nhà. Sở hữu hai nhân vật tốt nên yếu tố đồng giới trong phim cũng được xử lý tinh tế, đáng yêu và hết sức chân thành. Thực chất, tình yêu đồng giới chỉ là một yếu tố trong bức tranh lớn hơn của một bộ phim gia đình. Ở một phương diện nào đó, phim còn có phần khá nữ tính, chắc hẳn bởi đạo diễn đã xây dựng nên các nhân vật nữ phụ ấn tượng. Một người bà đang ở giai đoạn nhớ nhớ quên quên, nhưng luôn là nhân vật hóa giải nút thắt một cách nhẹ nhàng. Một người dì đã luống tuổi mà vẫn chưa lập gia đình, với góc nhìn trong sáng, thuần khiết về cuộc sống. Hay một bà cô đanh đá, nhiều chuyện là cội nguồn của những rắc rối trong gia đình. Nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện, nghệ sĩ Hồng Ánh và nghệ sĩ Kiều Trinh đã có những màn hóa thân thật duyên dáng. Họ là ba nhân vật nữ phụ vững chắc làm trụ đỡ cho câu chuyện nơi những xung đột bắt đầu. Và cuối cùng, thực sự phải dành nhiều lời khen cho màn hóa thân ngọt ngào mà day dứt của nghệ sĩ Hồng Đào. Lối diễn xuất nội tâm được thể hiện qua ánh mắt đôi khi u uẩn và cô độc của Hồng Đào thực sự lấy được cảm xúc của khán giả. Để ý một chút, bạn cũng sẽ nhận ra góc quay của phim thường dừng lại ở đôi mắt. Những cú máy cận đặc tả tương tác bằng mắt giữa các nhân vật giúp cho cảm xúc của bộ phim được đẩy lên. Ánh mắt ấm áp của mẹ nhìn con trai, ánh mắt tinh nghịch của bà nội khi phát hiện ra có chàng trai đang hôn lên trán cháu nâu của bà, ánh mắt nũng nịu khi Ian nhìn Văn và ánh mắt đọng nước của mẹ và Văn ở những thước phim cuối, ánh mắt không biết nói dối và việc để người xem được đối diện với ánh mắt của các nhân vật đã giúp chúng ta tin và yêu nhân vật từ lúc nào. Một điểm nữa khiến Thưa Mẹ Con Đi nhiều khả năng sẽ chạm đến trái tim bạn là không khí phim rất Việt Nam. Ở góc nhìn của hai chàng trai Việt Kiều xa nhà đã lâu, làng quê Việt hiện lên đầy dung dị, gần gũi, đúng với hình ảnh một chốn bình yên ta luôn mong muốn trở về. Cách đạo diễn khắc họa hình ảnh những người phụ nữ truyền thống, việc xây dựng một gia đình mẫu hệ với người phụ nữ gánh vác và quán xuyến mọi việc, cả những hình ảnh về phong tục xưa của người Việt được lồng ghép khéo léo đã đem đến cho phim một bầu không khí ấm áp, kéo người xem vào gần hơn với nhân vật. Nói đến đây, mình rất muốn dành sự ngưỡng mộ cho đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh khi với tác phẩm đầu tay, anh đã thể hiện được sự điềm đạm đầy tinh tế. Mình đặc biệt ấn tượng với cách kể chuyện đầu cuối tương ứng mà đạo diễn đã khéo léo sử dụng. Ở đầu phim, nhân vật người mẹ ôm chầm lấy Ian vì ngỡ đó là con trai mình, để rồi vụng về, bối rối bỏ tay ra, hỏi con là ai. Để rồi ở cuối phim, người mẹ chủ động ôm lấy Ian như chấp nhận và yêu thương người mà con trai mình đã lựa chọn. Cũng ở những cảnh đầu tiên, trong khi cả nhà đi đón Văn, một mình mẹ ở nhà tần tảo chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa, đúng hình ảnh của một người phụ nữ truyền thống. Nhưng rồi đến cuối cùng khi tiễn Văn, chỉ có một mình mẹ ra sân bay và mẹ cũng đề nghị với chú ba cho mình được là người lái xe về nhà. Đó là hình ảnh của một người phụ nữ độc lập, tự chủ, đầy mạnh mẽ và có lẽ đó cũng là thông điệp đầy nhân văn mà phim mang tới cho mỗi người. Nhưng cũng chính vì phim quá điềm tĩnh và đời thường nên đôi lúc cao trào, kịch tính mà khán giả mong đợi sẽ không có. Nhân vật Văn tuy là nhân vật chính nhưng do tính cách hướng nội nên với người xem, Văn rất có thể sẽ nhạt nhòa hơn so với các nhân vật khác. Sự bình tĩnh của người mẹ cũng sẽ khiến cho bạn cảm thấy có phần khó hiểu khi mọi tưởng tượng của bạn về phản ứng của bà có lẽ đều sẽ không xảy ra như bạn nghĩ. Các đoạn hội thoại trong phim dù được xây dựng rất tự nhiên, dễ thương nhưng lại gần như không có một phân đoạn trò chuyện mang tính sâu sắc, triết lý như một số phim cùng đề tài. Tuy nhiên, mình cảm giác những vấn đề này đều nằm trong sự chủ động của đạo diễn khi để lại trong phim những khoảng trống mà mỗi khán giả sẽ trăn trở ít nhiều. Thế nên, phim có rất nhiều bí mật, cũng có rất nhiều lời chưa nói, cũng giống như cuộc đời, vốn không bao giờ có điều gì toàn vẹn. Tuy vẫn còn nhiều điểm chưa xuất sắc, nhưng với tất cả những sự thuần khiết, ấm áp và trong sáng ấy, Thưa Mẹ Con Đi nhận được điểm khá phê từ phê phim. Sự xuất hiện và thành công của những bộ phim đầu tay đánh dấu những bước tiến đáng ghi nhận của điện ảnh và mình xin cảm ơn ekip làm phim Thưa Mẹ Con Đi vì đã làm được điều đó. Sự ủng hộ của khán giả chắc chắn sẽ là động lực rất lớn dành cho những nhà làm phim, đặc biệt là những người làm phim độc lập, cố gắng hơn nữa trên con đường mà họ đã chọn.
Mong rằng các bạn sẽ thử ra rạp để tự mình trải nghiệm câu chuyện của Thương Mẹ Con Đi. Và đừng quên hãy quay trở lại phim.vn hoặc quay trở lại video này để lại những bình luận của bạn, chia sẻ những cảm nghĩ về bộ phim nhé. Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng Sương Mai trong video clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn sớm gặp lại trên Phê Phim. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.